Mày nó chi cổ mày. Đây thằng kia, thằng khốn nạn kia. Mày giỡn mặt tao mày. Nó làm nó tao lái tao bây giờ nữa. Má mày bây giờ mày để Ủa xanh nó mới làm gì mày? Còn thấy rồi nó gai nó lắm màu á. Sao gai? Cái mũi này nó bị điên rồi sao? Quấn em đòi quấn em. Cái mũi này nó bị điên rồi sao? Quấn em đòi quấn em. Cái mũi sao quấn mày được mày? Em định đốt nó hầu ạ. Em định đốt nó hầu ạ. Mày điên sao lại nghe mũi của nhìn cái tè mà định đốt mà khùng mày khùng bực vừa lại mà luôn á xanh ơi. Chứ giờ biết sao? Thôi sang sang ngồi có em nói công việc rồi. Sao sao sao? Để đi chờ gái mà. Ủa mé chó cắn em mình sao? Hả? Để chó cắn em. Cái gì? Chó cắn em. Chó cắn mày hả? Ừ. Xong sao? Thì em cắn nó lại đâu. Thì em cắn nó lại đâu. Chó cắn mày mà cắn lại chó luôn. Ok. Sao rồi mày có vợ với nó không vậy? Em chích kim ngừa đầu. Cái đầu mày nè. Cái đầu mày đã tưng tưng rồi. Mày chó nó cắn mày nữa. Giờ vậy tao đặt mày tao nó gì? Xanh đeo à? Xanh khùng. Trang hào qua nói sư phụ rồi mà giờ đặt tao lại mày luôn. Mày đừng cái tao là sư phụ nữa. Mày đừng có gọi tao là sư phụ, tao xin mày luôn á. Cái đầu tao đẹp trai mà mất công mà kêu sư phụ. Tao đang nằm ngủ chưa mất công mà vô mà lại cái thằng đơn mà rùm rùm. Ủa cái đầu tao chọc lóc nữa. Chứ mày nữa. Thôi đừng đâu mày đừng nói mà kêu tao bằng mày tao được rồi. Đừng kêu bằng sư phụ hết đó nha. Cái gì kêu qua kêu ông Thiết là sư phụ á. Xong có gì qua ủa đầu ông luôn hiểu không? Bữa nay làm clip gì nữa? Hả? Bữa nay làm clip gì nữa? Cái đầu bé tao quên, mày nay mày có ý tưởng gì không xanh? Chắc cho nằm để cho làm gì? Hả? Lấy cức bia ông chứ gì? Sao mày lấy cức mày bim bia hoài vậy? Mày phải làm cho xem mày. Những cái màn tôn của mày cho anh em kêu là đù bé xanh đẳng cấp ghê thiệt luôn á. Đó gọi là xanh đeo mày hiểu không? Hiểu không? Hồi tối qua giờ có gái tính mày không? Ừ. Thì đây qua bên này ngồi xíu rồi, qua bên này nó không lấy được cái góc cảnh đẹp trai của mày, mày hiểu không? Thì qua bên này gái nó mới thấy mày đẹp nè, hiểu không? Nó mới yêu mày được chứ, mày hiểu không? Rồi sao tôi im mày, tao hỏi mày này, hồi tối qua giờ vậy là mà hồi qua mày nói theo cái gì, có con nào cua mày vậy với mày dưới con đó sao rồi? Thì đấy đi chơi ơi, hồi nãy gặp chó cắn đấy. Xong rồi bẹp nó chó cắn con đó hay cắn mày? Cắn em. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu. Cắn em mà tao tưởng là mày con chó dí con kia nó cắn xong mày dí con trời, mày dí có con chó mày cắn lại mày bẹo về con kia chứ. Em nó cắn em mà nhào mà cắn em. Hé xong con kia sao? Con kia bỏ chạy. Trời ơi, nghĩa sao bỏ cái chơi bỏ bô vậy trời ông nội. Cái đó thầy nói con nghe à quên không thầy, để tao nói cho mày nghe này, cái đó cái trường hợp nó không được nha. Ví dụ như là tình yêu là mày phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Ví dụ giờ mày có nhảy xuống sông á mày có tiếng xuống sông nó phải nhảy xuống sông cứu mày, mày hiểu không? Chứ không phải mất công, chứ không phải là mày bị chó cắn nó bỏ chạy đâu, mày hiểu không? Đéo. Bỏ liền để tối làm mai anh khác, anh có con kia đẹp trai lắm. Hầu anh Sang cũng dài đấy. Thôi mà có tiền em với anh Sang buồn quá đúng không? À đúng rồi. Anh Sang đợi em hát một bài tặng anh Sang thử. Hả? Em hát tặng anh Sang một bài thử. Bài gì mà hát cho nghe coi. Bé lên bà bé đi màu giáo. Anh Trang rất đẹp trai. Mờ gái bỏ anh Trang mất rồi. Lại mà luôn á xanh ơi. Nói chung về hôm nay nè, tao có một ý tưởng này. Tối rồi tao vặn hết cái trí óc thông minh của tao. Từ trí óc thông minh của tao để nghĩ ra một ý tưởng. Trời ghê chưa. Ý tưởng vậy sao? Hả? Chắc cho anh Thiết đốt nhà ông đâu á. Thôi lại mày luôn á, cái nhà ông mày đừng có đốt nó dừng dỡ. Mày đừng có khùng quá mày. Nhà ông mở mày đi mày đi đốt mày. Ví dụ đó. Thế bác bè nhà bè bé nữa. Bác gì? Con gà hay con bò nữa. Tôi lại mà luôn sao mày nói nhiều quá. Bây giờ bắt dậy anh Sang nói đầu đuôi em nghe ra. Hai nói chung mày giờ nha. Để em tao nói cho ý tưởng này cho mày hiểu nha. Rồi đây. 2000 years later. 6 and a half hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Ê xanh nãy nói ý tưởng đó mày hiểu chưa? Không, em không hiểu gì. Cái đậu xanh sao mày ngu dữ vậy? Sao tao nói nãy giờ khen của họ sao mày không hiểu hả? Chứ anh Trang không biết em ở đâu nè. Ở đâu? Trong bệnh viện nữa chứ đâu. Trời ơi thiệt luôn á. Thiệt luôn đâu mà hiểu mày luôn á. Anh Sang nhắc em lại ơi. Sao? Nhắc lại anh chút lần cho em hiểu. Người ta thường nói cái câu là ngu nói. Ví dụ mày ngu người ta nói nhiều mày không hiểu sao. Mày ngu mà ta nói nhiều mày không hiểu sao. Hả? Có lẽ là anh nói lại cho mày lần nữa nè. Lần cuối nữa thôi nghe chưa. Anh Sang quýnh em bớ mồm rồi. Lúc thầy giờ làm gì thầy?
Chứ mày vừa kêu tao lè cái gì mày? Dạ thầy nữa chứ gì. Có tao lạy mà luôn mà kêu tao mày teo giùm tao xíu được không? Có mà kêu tao là thầy mày buồn buồn tao đang ngủ mà lấy tao đồ mày ủ cái đầu tao chọc lóc thí mẹ luôn á. Tao biết là thầy hiểu không? Hiểu không? Được rồi, biết rồi, đừng có sâu rồi. Ừ, đừng kêu tao là thầy nữa, bây giờ mà gọi tao lè gì? À, sang mà lết. Ừ, sang mà lết đi. A few moments later. Mấy sao lâu dữ thế. Chắc giờ ngầu làm cái gì vậy? Đập mũi nữa sao chưa? Hả? Nói nữa này ngầu tiếng cắn mũi cắn này. Mà cái đồ mà đợi nó xíu đi. Chắc lấy cúp bia anh sàng nữa quá. Mày bị điên nữa sao không? Tao lạy mày luôn á. Bây giờ ngầu đợi lâu quá mà. Thì mày cứ đợi tao xíu đi, hiểu không? Ok ok. Cái đợi tao xíu mà nó nhiều quá. Tao quăng cái kêu lê vô con mở mày bây giờ. Thôi em lấy cúp bia anh sàng nữa bây giờ. Cái thằng quăng mày im. Mày muốn gì? Thì ra muốn gì à? Em bia cúp nữa. Im che giờ cứ đâm mày bia mày. Em dưới đây em bia nữa. Đúng không? Bây giờ mày ý đấy mày bia nữa. Thôi ngồi xuống tao lạy mày luôn, ngồi xuống. Thì cứ mày dơ thì không. Thằng thằng thứ. Tao van xin mày luôn á, xanh khùng ơi. Im đi. Đợi xíu là ăn nghe. À, đợi xíu coi rộng ra không. Hả? Chị đây làm gì mày làm cái vậy? Em nhớ em bia anh Trang cái làm cái đồ. Nó vật mày dữ mày ơi. Mày ngồi xuống này tao van xin mày quỳ lạy mày luôn á. Mày ngồi xuống tao quấy lâu quá à, đợi lâu quá. Mày ngồi đó chờ đợi lạnh phút mày hiểu không? Đợi lâu quá à. Mày im đi. Ừ. Ơi xanh 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 xanh. Mày nghĩ nãy mày nghĩ gì không? Mày nghĩ gì không? Phải chứ không? À ổng ổng đúng không? Mày nghĩ gì nãy mày nghĩ gì không? Chắc nghe chứng quá. Ờ ổng ổng á. Im cho ai vô ai ra im im ổng. Im im. Trứng gà nóng 10.000 năm trứng. Trứng lá trắng. Năm trứng 10.000. Ai cậu bảy? Woo! Đi đâu vậy? Cậu bảy đâu vậy? Cậu bảy đâu vậy? Năm trứng. Mày điếc cái sao mày? Mày lỗ tai mày điếc mày cũng nghe rì rì chứ mày hả? Nay mày dẫn thằng này à kiểu là cái thằng quần này nay thách thức con kêu con ăn yếu mà ra gió này kiểu là mua 100 trứng của bãi luôn kêu là thử thách ăn ai ăn nhiều hơn với con thiệt cậu có thiệt luôn á thế là mua nhiều trứng 100 trứng tiền không đồ con trả tiền con trả tiền đồ con trả tiền con trả tiền thế ông im mẹ à mồm đi bảy cái thì đưa nhau không có chọc giỡn tao nữa nha. Ok ok. Nghĩ sao con mà lớn như ve đầu mà giỡn cậu bảy cậu bảy. Đưa tiền ra chưa? Tham lam. Ăn không có trả tiền nhá. Mấy mày tao người nhìn thấy mà bữa chọc tao đủ chuyện hết rồi công chuyện tao làm hết không. Thời gian đâu mà lúc nào bay cũng mà chọc chọc tao bay. Đó là quay kênh trôn của đây đang quay kênh ẩm thực mà cậu bảy hiểu không? Ê tụi bay đến tình chơi tao đúng không? Anh cho mày đâu quốc trời. Không cậu bảy yên cậu bảy có nói con trong đó làm quần về về không? Cậu bảy. Không, cậu bảy con nói thiệt này, con nay con không có phé hay là gì cậu bảy hết á. Tránh mày ra. Con phé hay con gì cậu bảy, kiểu là hôm nay con với ông đây là kiểu là muốn ăn thi thiệt cậu bảy hiểu không? Thầy thiết không ai đâu ra ra. Cậu bảy, con lại cậu bảy luôn á, không phải ổng đâu cậu bảy. Không phải, à, con không có phé gì cậu bảy, hôm nay con muốn thi ăn trứng, con ủng hộ cậu bảy thi ăn trứng cậu bảy hiểu không? Chẳng cái gì tắm rửa, thằng nhìn nó như cái gì á. Con mẹ mà đánh chết cha bây giờ. Tao thách cả cụ tổ mày đấy. Nani? Những que đó chưa lên hết, cậu bảy khúc chưa đủ mày. Không mà que là cái không mà que là thấy không có quậy nữa cậu bảy hiểu không cậu bảy lấy con mấy chục trứng không thì cậu bảy lấy con mấy chục trứng chứ cái con nó ăn thi nè thiệt trứng 2.000 nha ok trứng 3.000 luôn cũng được con vô tư mà con 4.000 cũng được 4.000 luôn cũng được có tiền không đưa tiền tao quay nhét tiền ra tao quay cậu bảy phải cho ăn rồi cậu bảy mới trả tiền nhá lỡ người ta ăn xong người ta chuyện khổ mới sao cậu bảy để con tầm mấy chục trứng luôn nha mấy chục trứng chứ ơi bạn mấy mình thấy tầm mệt mỏi dữ mày mình thi mấy chục trứng chứ đây còn nhiên xanh ok ok ừ đây tao bỏ đi tao ngồi đây cho mấy luôn mày cậu giờ trứng đó một thằng 20 trứng ai nghi sao cái gì cậu bảy bay mà ăn bao nhiêu ăn hết rồi tao nói nữa ủa rồi đồ trứng bèn ghế ở đâu bèn ghế ra cái mỏ y như hôm bữa cái vụ cái bánh bèo cũng vậy ăn được mấy cái bánh nào mà leo ung sùm mỏ ủa vậy bèn ghế ở đâu cậu bảy bèn một cái tâm xíu đó tao đi bán trứng kìa à chứ không phải là tao mở cái tiệm bán trứng gà mà vô đây hello các bạn em thì mình là sang một lớp bên cạnh mình là xanh xanh đau nha các đúng bạn đúng rồi các bạn thì hôm nay Honey mình sẽ thi cuộc thi ăn trứng ai ăn nhanh hơn các bạn ai ăn nhiều hơn gọi là chiến thắng nha các bạn mày hiểu cái luật chưa rồi các bạn hiểu chưa mấy mới tao hiểu mày đưa tiền đây ê đứng đâu tụi ăn cứ ăn rau mà để lại cho bồ nhí đúng không đưa tiền này tao đi bán nữa tụi bay ngầu đi làm gì mà làm cậu bảy đang quay clip mà cậu bảy cái đầu tiền luôn mày tao mặt dữ mày trong chứng tao dính tới cậu chấu tụi mày rồi cậu bảy là thử thách cho khắc thời gian con đi viên cậu bảy đang có thêm nha vô này bắt đầu bỏ bé này 1, 2, bé vô dưới này nó tiền
dạ của con đang thư mà cứ mệt ghê luôn á. Để nhìn cái miệng chứ ăn mình liên quan lỗ tai mày. Rồi đứa nào đưa tiền? Tiền mẹ đó, sao đi bán nữa, tôi thân nào mày ngầu. Mày thư gọn ngầu mày chứ. Đưa tiền ơi. Chờ chút, đỡ ăn mấy trấn hả chút rồi dạ. Trấn gà nóng 10.000 năm trấn. Mày ơi. Trời ơi, nghe giống mày. Trời ơi, ghê ta. Chết, 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 chết. Tiền ơi. Các bạn nha. Ồ, trứng ngon quá các bạn ơi. Chị lấy bao nhiêu trứng chị? Chỗ nào nguyên nhân vậy? Ừ. Yeah, yeah. Ngon quá mà. Tao biểu mày quen, tao biểu mày quen, chúng mày biểu mày ăn vậy. Tao buồn mày, tao hỏi tao biểu mày quen, chúng mày biểu mày ăn đâu. Mày nhỉ? Mày nhớ anh dựng gì nhỉ? Nói rồi. Anh chuyện giao xuống chứ. Nhớ chưa? Chọn con cua anh. Nhớ đó là tổng nào anh? Ăn một con, một tấm hai tấm nữa chơi người ta mới vô. Chút xíu này em ghé xuống làm bún nha. Bán trứng gì tối nhưng mà lè. Bán trứng gì tối nhưng mà lè. Trứng gì thối mày. Trứng tao rồi từng trứng mà thối mày. Nè ông nói không. Mày mày trứng thì ngon, trứng gà thì ngon, tự nhiên kêu thối mày. Tao trứng thối rồi mày. Mày thối mày ăn trái hồng mày mà thối. Trứng thối con. Thối mà. Trứng thối. Rồi mày thối hay không thì mày đưa, mày đưa tiền ơi. Má tao ăn bè trứng muốn trứng. Bốn. Thấy không? Thấy không? Không, bán trứng rồi. Thôi, im! Im! Chẳng quá nè, im! 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 Bán trứng thú nè. Im! 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 Trứng thúi mà mày ngậm vô cái họng mày, mày quay lại cái mỏ mày thôi. Mày ngậm cái họng của mày. Giờ mày muốn gì mày em mày cầm điện thoại mày quay cho tao. Quá nè, các bạn bán trứng thúi cho khách nè. Giỡn mày tao nha. Ở Bình Định nè, tao cứ vô. Từng nhớ là ai cả. Tao cũng sợ, đéo sợ. Tao là sạch đau mà. Mày muốn thì mày nói mày. Sao anh sao cái làm như vậy? Nó ngon quá lớn lòng nào à? Đang ăn ngon mà. Thằng ngủ, tôi tao mệt rồi, tao bị tao biểu mới đi cho, tao biểu mới đi ăn vậy. Quá lý đấy. Rồi. Lý đi. Lấy đi. Điên này tao muốn. Hả? Trứng này tao mày. Mày nghe không? Bán trứng như mày lè. Trứng nào xấu mày? Trứng giờ đấy. Giờ mình nó muốn mẹ đấy, bây giờ trong cái trống không. Bốn người đứng cánh vô kìa, đưa đi ơi. Cậu đo nói, cậu đo nói. Còn có đi hả? Không trả hay sao? Tại vì tao biết mé mày ở đâu rồi. Ở nhà hả ở đâu? Tao điên dữ quá. Đưa tiền tao, tao đi buôn bán. Giờ tao không biết đó thì giờ không muốn trả hay sao? Ngày qua nha, ngày qua mày quậy ngàn phút tao biết hết rồi á. Coi chừng tao á, mày đừng thấy tao đừng chơi giỡn nhiều nhiều mà tao ôm tao, tao giục mày xuống mới giỡn đâu. Trời ơi, chết chứ. Đi đi đi, không mẹ đi. Không cả. Ê cậu bảy, cậu bảy khùng quá. Ê cậu bảy, mẹ nó xuống liền đi. Cái gì muốn gì nó mẹ. Nó đâu, nó bị khùng quá cậu bảy. Nó khùng gì mày? Nó bị tâm thần. Khùng rồi muốn ăn chực người ta không mày? Nó bị khùng quá cậu bảy, thẻ xuống cậu bảy đi tu. Cậu bảy muốn đi tu không? Muốn ăn chực người ta. Thẻ xuống cậu bảy. Này, bỏ vô tôi không? Không coi. Cậu bảy bị điên, nó bị tâm thần mà cậu bảy quýnh nó vậy? Bảy đứng ra hiền lắm em. Mấy quần. Nguyễn Văn Xanh. Trại giường số 2. Trại giường số 2. Phòng 5. Mẹ bị thiệt không mày? Ừ. Dạ? Nó bị thiệt ấy. Nó bị thiệt, cậu nói mà cậu phải có tin cậu phải muốn đi tù không vậy? Đem anh Tấn không đi tù không vậy? Ê, mày điên cùng em, mày đi thiệt mà mấy mới liên quan Tấn. Tới tao mà tự nhiên cái gì chính tao. Mày ăn trước này mày cứ quán quân tao. Cậu bảy khùng điên này. Thôi lỗi rồi, nhìn thấy nó bị khùng á. Cậu bảy đang chấp mang khùng làm gì hết á. Cậu bảy hiểu không? Cậu bảy đang chấp mang khùng làm gì hết. Anh nói lại. Ôi xanh đi với thủ. Đừng mà xanh chứ. Đừng về đây xanh, về đây quay lại đủ mấy câu nói rồi, cậu bảy không tin nó bị khùng mà thiệt luôn á. Còn bên thoại cậu bảy thấy không?
bà thấy không? Bây giờ mày biến ngoài hè này chứ. Mày giúp tao nữa nha. Dạ. Bà thấy không? Tụng mấy này mệt lắm phải giỡn không? Mày 80 trứng, 40 trứng tao tao ít hơn tiền mày. Giờ không mày mày hết rồi chặt ra mày cũng dẫn lên chỗ lên. Chỗ kéo hú tao đồ á. Tao chặt nó mới nói liên quan tao. Mày tao. Cậu bảy, cậu bảy. Quay qua lại coi cho làm chứ cậu bảy nó đập hết liền đi. Đủ mất. Liền đi. Đủ, mấy anh này bị khùng như đạn cứu cậu bảy hiểu không? Mày khùng liên quan gì tao? Mấy mày dính dáng. Rồi hồi giờ cậu bảy nghe ông vuông thú ông khùng nha. Chạy liền liền. Đồ má. Mày sao nó khùng vậy mà mày thành thiết nó gì nhận nó vô làm chi cho mà cố dữ vậy bây. Không nhận vô tao biết cất cái đốt trung bầu thiết. Mày đang ở đâu ấy thiết? Mày đang ở đâu thiết quân? Quả con đang ở bên thiết vợ sao cậu? Chứ mày hết diện mày giao cái thằng khùng nào á nó dưới cho thằng sang mở lót vậy. Bây giờ mày tao đi bán trứng mà để đem nó chặn xe trứng lại tao nó đổ luôn cái xe trứng. Nó đổ xuống ruộng hết rồi bây giờ sao mày tính sao mày xuống đây? Mày chết giỡn, tao già có lòng đi cầu giỡn mày. Tao già có lòng đi cầu giỡn mày. Thằng khốn nạn, thằng lựu đạn, thằng âm binh. Tao không biết, bây giờ mày xuống mày giải quyết đi. Bây giờ nè, mày đỡ cho nó. Tao đang ở dưới ngay chỗ đợi thôn một ngàn, ngay chỗ dưới nhà mày đoạn này, nhanh lên. Bây giờ nó đập xe tao, nó đốt xe tao luôn không? Mày xuống này cầm thiếu tiền 20 triệu xuống đền xe tao. Không, mày xuống lẹ nha, cô không tao lên, tao nằm dạ nhà mày á. Mày muốn gì? Bây giờ mày muốn sao, mày muốn gì mà nói mẹ nó nhanh đi chứ tao lên tao ủi nhà mày luôn á. Mày trong em 50 phút á. Khốn nạn. Mày vui lắm á sao mà còn quay mà khốn nạn hơn. Im lại con chạy lên nó có con nó làm cái gì mất công điên nó thấy xì bảy quăng xuống ruộng luôn á. Nói nó đừng ái xì chứ đỡ tao lên tao dứt á. Tao dứt liền á. Ok ok để im lại con chạy lên đó coi thử nè. Tao nãy giờ tao nhìn nó rồi nha. Ủa thế quân mày làm như vậy? Trời ơi. Đang xuống thức. Thì nó biểu mày đi chua nào mày ra tao biểu mày ăn chứ hả? Em ta biết đâu ông nghĩ ông ăn càng quên nhói. Đừng ăn nữa. Sao? Đừng ăn nữa. Anh sẽ nói rằng là em bia ra ngoài. Thế mà phải thịt luôn mà im hôn mà ngồi mà ăn đâu để tao. Yên thôi, tao xin lớp xì ổng che đi. Yên đi. Cái thằng quý kia mày ham ăn thịt tao mệt mày thịt luôn nha. Tao biểu mày đi chung, tao biểu mày đi ăn đâu mày quần. Ủa sao sang quần sao mày ngồi mày ăn biết kiểu mày? Sao trời mày ăn vậy? Sao biển mày đi chơi, sao biển mày đi ăn vậy? Hả? Đang đói bụng nên sao không trời? Đừng ăn nữa thằng quần. Sao nóng lần em bia mà. Tao lại mày luôn thiệt luôn nha. Không ngồi im luôn, mày ngồi im mà ăn đi. Ê cậu bảy ơi, cậu bảy tao xẻ lắm chi cậu bảy anh kia kìa. Tao xẻ lắm chi cậu bảy anh kia kìa. Thằng quần ơi, tao xẻ lắm chi cậu bảy anh kia kìa. Thằng nghèo hôm nay là lấy gì nó buôn bán. Nè qua đây. Nó ngồi nó xẻ lắm chi cậu bảy, cậu bảy nó ngồi ăn trứng này cậu bảy. Hai xịp liếp này cậu bảy thấy không? Mày nó chi cổ mày. Đây thằng kia, thằng khốn nạn kia. Mày giỡn mặt tao mày. Nói là nó tao lái tao bia rồi. Em đúng là em trai của anh. Sao không? Không, tao mang đâu. Không, tao mang. Mày nãy giờ mày ăn khùng là mày chết mẹ mày tao á. Mày tới chết nó là người ta nói là ông vuông khùng của mày. Im không? Bia không? Mày làm vậy mày sao mày? Mày đi mày mày không? Mày ơi! 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 Mày ơi
Rồi coi như cái này hôm nay cậu tính, cậu không tính tiền con cũng được. Ok. Ôi bạn ơi. Mày xuống mày coi nào kìa, khốn nạn à. Mày ở đây ăn chùa, nó đòi lấy cây nó phan tao. Này ăn chùa. Mày vô đây chứ, mày sợ em. Không, 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 vậy. Cái vụ gì vậy? Để giờ nó bị mình giấy em. Tròn nó chơi gì, tròn của mày chơi gì. Cái đồ. Rồi tôi biết ngay mà quen cái đó. Nó kêu ông quay giờ, nó kêu lại thì gọi ăn trên. Mày đi báo vụ mày. Không, nó kêu nó quay giùm nó thì ăn trứng. Mua trứng của bảy. Cháu gì? Yên, trần, thanh. Cháu muốn cháu gì, cháu cháu. Hôm nay tao cháu cục bờ luôn. Bảy, tao trẻ nó lại bên kia cái nào luôn. Còn ném dữ vậy. Chứ bây giờ nó có giấy, nó có phòng ai dám đụng nó mày. Nó bị chung mình đầu đụng nó. Không, nãy tao đồ dụng đồ nó, giờ nó có giấy á. Nó có giấy báo tử á. Bây giờ mẹ đi. Sao mà không bây giờ nó đang luôn mẹ đây. Mày đi tao ra đỡ tao cho. Nữa rồi. Ê, đi hả? Nó bị khùng mà cậu bảy. Nó khùng như mày. Nó khùng mà nó ăn trứng. Sao nó không xuống nó ngụm vậy, nó gặp bắt nay mẹ. Ê, ông chữ mày quẹt mày cầm mày đập thí mẹ không tao. Ủa sao mà quên vậy? Ông đâu? Chạy mất rồi. Ông chạy mất rồi hả? Đủ mấy ông. Chứ sao lại bị chạy đủ trôi sao mày nói tao? Trời vậy nói mày mất. Ý là trời gì? Trời gì nói tao nghe rồi. Trời chịu đứng xanh đủ rồi. Bò mày ghê rồi. Ăn trước không vậy tiên? Ủa mày bò ông là đúng rồi. Ừ. Đủ mấy ông đâu? Ông chạy chắc chạy của hồn tía luôn đó. Trứng ổng á. Ừ. Không vô quanh tay hết chạy uống dữ vậy. Trứng thú quá cậu chim ơi. Mẹ mẹ trứng đụng quen thiệt ngon thiệt. Không, trứng không trứng thú thiệt cậu chim. Giờ tao bạn. Mày đỡ tao lừa ổng vô nha. Chút ổng nó đổ cá thao ổng chờ. Cù quen trứng mày tổng cầm mày cây. Mày trả mà nắng bông xe anh chờ. Cái này đây. Sao đổ mày sao em mẹ vậy? Nói nữa, tụi mi là trứng mà. Tao cứu cứu. Đừng có kẹn lại cậu chim. Em lớn rồi. Cậu bảy đưa lại con nói chuyện thì cậu bảy. Nói chuyện như mày. Mày giờ mày thấy đâu tao giúp mày luôn á. Mày nói cho đàng hoàng mày muốn mẹ đây. Với tao mày bình tĩnh mày châu châu. Sao? Không gì là tao châu nó luôn. Nói được không? Nói được không? Đập đi mẹo thành. Quýnh mẹo luôn thành. Đúng mày đang đập cái giọng xuống ruộng mẹ. Cái giọng quay xuống ruộng mẹ. Quýnh thằng quýnh quýnh ruộng. Xì xì. Ủa mày quay hết xì tướng ông chồng quýnh. Xì ông xì. Mẹ xuống chưa cạn hả tộc. Dưới mày. Chôn. Vậy xe rồi, vậy xe rồi chim. Để xuống về chơi ổng đi. Ờ chơi ổng rồi quét cho. Mày chơi sao nói tao. Định con đâu cho nào xong mày. Hả? Áo này bán mẹ. Cá khô dục cho mương mẹ. Quăng xong rồi. Ờ quăng xong chơi. Trời lớn luôn. Chán. Chán lắm á. Coi này. Nhớ chim. Quen mẹ xong không? Vâng. Hả? Chạy. Chain I may tell me they got land at the mirror lay by a long wa ma mien